Xin chào các bạn đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 29 Tây tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam bây giờ là ngày 30 Tây tháng 7 thì chúng ta hôm nay sẽ nói tới hai cái vấn đề Vấn đề đầu tiên đó chính là liên quan tới cập nhật mới nhất à, về những chi tiết của hỗ trợ và thứ nhì chúng ta sẽ nói tới vấn đề liên quan tới Fed cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ đưa ra quyết định là giữ lãi suất ở 0%. Thì đầu tiên hết chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin liên quan đến gói hỗ trợ. Tại vì thường thấy được là một số những thông tin trên mạng khi mà chúng ta đọc thì chúng ta có thể là có những cái suy nghĩ không được đúng lắm về tình hình hiện tại. Thường sẽ chia sẻ với bạn một số những cái thông tin cũng như là những cảm cá nhân của thượng về tình hình gói hỗ trợ này như thế nào. Thì đầu tiên hết các bạn thấy được là gói hỗ trợ phiên bản này Cộng Hòa đã được đưa ra và những cái chi tiết đã được thông báo cách đây 2 ngày nhưng mà nào mà chưa xem những chi tiết đó thì thường có một cái video đó chính là cái video 651 thường sẽ để cái link ở trên màn hình để các bạn bấm vào để các bạn có thể xem được những cái chi tiết của có hỗ trợ phiên bản của Cộng Hòa khác về cái phiên bản của Đảng Dân Chủ nó như thế nào nhưng mà bây giờ tình hình là ra sao thì các bạn thấy được là trong vòng 2 ngày qua thì có rất nhiều cuộc đàm phán và cho tới ngày hôm nay, lúc mình làm video này, thì các nhà lãnh đạo của đảng dân chủ là Nancy Pelosi là chủ tịch hạ viện cũng như là Chuck Schumer là người lãnh đạo của đảng dân chủ ở thượng viện thì vẫn tiếp tục những cái cuộc đàm phán với những cái quan chức của chính quyền à, của tổng thống Donald Trump cũng như là tiếp tục đàm phán với những cái nghị sĩ à, của đảng cộng hòa. thì bây giờ chúng ta có hai cái vấn đề rất là lớn cần phải được giải quyết. vấn đề đầu tiên đó chính là đảng cộng hòa sẽ không nhượng bộ về luật bảo vệ doanh nghiệp trường học và bệnh viện khỏi bị kiện đây là một cái mục mà đảng cộng hòa rất là quan tâm đến tại vì chúng ta cũng đã từng nói tới là có rất nhiều những cái doanh nghiệp, những cái trường hợp, những cái bệnh viện bây giờ là không mở cửa trở lại tại vì họ sợ bị kiện công nhân đi làm lỡ như mà học sinh đi học mà bị nhiễm dịch bệnh thì lúc đó họ sẽ kiện trường học kiện những cái doanh nghiệp đó cho nên họ không muốn dính vào những cái vụ kiện này cho nên bây giờ là những doanh nghiệp những trường hợp như bệnh viện một số những nơi là chấp nhận là không mở cửa vì lý do đó cho nên đảng cộng hòa nói là điều này cần phải được giải quyết cần phải có những cái luật để mà bảo vệ những doanh nghiệp để cho họ mở cửa trở lại để mà kích thích nền kinh tế trở lại mở cửa trường học trở lại để mà con em chúng ta có thể đi học trở lại đây là điều mà rất quan trọng đối với đảng cộng hòa và họ sẽ không nhượng bộ nghĩa là trong cái gói hỗ trợ này phải có những cái luật đó và đảng Dân Chủ thì như thế nào? Đảng Dân Chủ thì nói là họ sẽ không nhượng bộ về tiền trợ cấp thất nghiệp. Có nghĩa là đảng Dân Chủ nói là những người thất nghiệp cần phải có được thêm tiền trợ cấp. Và cái số tiền được đưa ra bởi đảng Cộng Hòa có nghĩa là 200 đồng một tuần. Từ đây đến tháng 9 rồi sau đó qua tháng 10 là 70% của cái doanh thu trước khi mà bị thất nghiệp trừ cho cái số tiền mà tới từ tiểu bang thì không có đủ. Đây là hai điều mà hai đảng nói sẽ không nhượng bộ. Nhưng mà khi mà nghe qua thì các bạn thấy được là có thể là hai điều này chúng ta thấy rất khó để mà giải quyết nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ lại thì đã có nhiều lời phát biểu đến từ cả hai phía có nghĩa là đảng cộng hòa nó đã không nhượng bộ về cái luật bảo vệ doanh nghiệp nhưng mà ngược lại đảng dân chủ thì nói là họ có thể chấp nhận đàm phán không có phải là họ sẽ chấp nhận tất cả những cái điều mà được nêu ra bởi đảng cộng hòa liên quan đến cái vấn đề bảo vệ doanh nghiệp nhưng mà họ sẽ đàm phán và chúng ta có thể có được một cái phiên bản bảo vệ doanh nghiệp trường hợp ở bệnh viện mà hai bên đều có thể là đồng ý và thông qua và ngược lại đảng dân chủ nói là không nhượng bộ về tiền trợ cấp nhưng mà đảng cộng hòa thì nói là họ chấp nhận đàm phán về những cái chi tiết trợ cấp tiền thất nghiệp có nghĩa là họ có thể là chấp nhận hơn con số 200 đô miễn là hai bên đàm phán và đưa ra một cái phiên bản mà hai bên đều có thể chấp nhận được cho nên thường thấy được tư chúng ta đang càng ngày càng đến gần cái ngày nghỉ hè của Thượng viện và Hạ viện Tại vì các bạn thấy được là Hạ viện đăng lý đâu là nghỉ hè bắt đầu từ cuối tháng 7 Và Thượng viện sẽ nghỉ hè vào đầu tháng 8, ngày 7 tháng 8 Cho nên nếu như mà từ đây cho nên cuối tuần sau mà không bàn xong và tổng thống không ký thì các bạn thấy được là cái đạo luật này sẽ không được đưa ra chúng ta sẽ không có gói hỗ trợ kế tiếp cũng như là chúng ta sẽ không có những cái thông tin liên quan đến tiền thất nghiệp kế tiếp sẽ là bao nhiêu nhưng mà ít ra các bạn thấy được là một cái vấn đề mà cả hai đảng đều chấp nhận đó chính là 1.200 đô. Đây không phải là một cái điều mà đang được tranh cãi. Cái điều mà đang được tranh cãi đó chính là tiền thất nghiệp và những luật bảo vệ những doanh nghiệp. Và tôi nghĩ là từ đây đến cái ngày mà nghỉ hè, từ đến cuối tuần sau, cái cơ hội mà hai bên có thể đàm phán xong và ký một cái gói hỗ trợ và đưa lên cho tổng thống ký là một điều thường cảm thấy là hoàn toàn có thể chứ không giống như là một số những cái bài viết trên mạng bây giờ nói là hai bên vẫn còn quá cách xa với nhau hôm qua khi mình thường đọc một số những cái thông tin thường cảm thấy là hai bên vẫn còn cách xa với nhau nhưng mà nhìn kỹ lại thường thấy là những cái vấn đề có thể được giải quyết nếu như mà hai bên chấp nhận mỗi bên như một bước đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến gói hỗ trợ thì chúng ta có một số thông tin ngày hôm nay liên quan đến cục dự liên bang à, đã chấp nhận là 0% lãi suất tiếp tục. thì trước khi mà chúng ta nói về cái thông tin đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. chúng ta bây giờ nói tới cái thông tin liên quan tới cục dự liên bang của Hoa Kỳ Fed thì như là những cái video thường đã chia sẻ trước đây là bây giờ các bạn thấy được là Fed đã hoàn tất cuộc họp của tuần này đã họp hai ngày liên tục và hôm nay đã kết thúc vào ngày thứ tư và quyết định tôi nghĩ là không ai mà quá bất ngờ đó chính là Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất từ 0 tới 0 trăm và các bạn thấy được là nếu như mà Fed quyết định tăng lãi suất thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối tại vì bây giờ thị trường còn rất là yếu và lãi suất thấp để cho các bạn thấy được là khi mà Fed cho ngân hàng mượn với lãi suất thấp thì ngân hàng sẽ người dân mượn với lãi suất thấp kích thích người ta đi mượn tiền để mà kích thích nền kinh tế cho nên đây là một điều mà Fed vẫn sẽ tiếp tục giữ lãi suất 0% thì Fed đưa ra một số lời phát biểu là họ nói là sau khi mà thị trường chứng khoán giảm mạnh có nghĩa là khoảng chừng giữa tháng 3 năm 2020 mới đây thì những hoạt động kinh tế và việc làm đã từ từ tăng ngược trở lên chúng ta nhận được những thông tin tốt từ tháng 4 tới tháng 5 và giữa tháng 6 nhưng mà những tháng gần đây có nghĩa là từ giữa tháng 6 cho tới bây giờ thì chúng ta lại thấy những thông tin liên quan đến dịch bệnh lại bắt đầu trở lại cho nên nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp lại bắt đầu đóng cửa trở lại cho nên cái sự hồi phục đã bị khựng trở lại và vì lý do đó Fed sẽ tiếp tục để mà hỗ trợ những công ty, hỗ trợ thị trường tài chính cũng như là tiếp tục là đưa ra 0% lãi suất. Nhưng mà điều khác biệt lần này không giống như là những lần trước đây. Trước đây thì các bạn thấy được là Fed nói là sẽ tăng lãi suất nếu như mà việc làm mà nền kinh tế hồi phục lại như là trước đây như là trước khi mà có dịch bệnh trước hồi tháng 3 nhưng mà kỳ này Fed không đề cập tới là khi nào mới tăng lãi suất cứ nghĩa là đây là một cái à, phần trăm lãi suất rất là thấp và sẽ rất là lâu dài đối với thuận và các chỉ số chứng khoán đương nhiên là sau khi mà nhận được tin tức này cũng đã có sự tăng trưởng các bạn thấy là chỉ số Dow Jones đã tăng 0,61% S&P 500 đã tăng 1,24% và chỉ số Nasdaq kết thúc ngày hôm nay đã tăng 1,35% và các bạn thấy được là ngày mai thì pre market như là hợp đồng tương lai thì đi xuống nhẹ. Hợp đồng tương lai của Dow xuống 0 hợp đồng tương lai của S&P 500 cũng tương tự và hợp đồng tương lai của Nasdaq thì xuống phần trăm xuống nhưng mà không có nhiều lắm. Và các bạn thấy được là vàng ngày hôm nay vẫn ở mức rất là cao 1955 vẫn tiếp tục để mà muốn đẩy lên để thử cái mức cao nhất từ trước tới bây giờ các bạn thấy là vàng đã có sự tăng trưởng rất lớn và ngoại trừ vàng ra các bạn thấy là BTC như là Bitcoin cũng tăng trưởng rất nhiều trong vòng mấy ngày qua và chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới dầu thì mình thấy được là giá dầu bây giờ hợp đồng tương lai là mức là 41 đô 25 cent cho một thùng dầu thì lãi suất 0% so với những những cái lãi suất trước đây của cục Dự liên bang là như thế nào thì chúng ta nhìn vào đây là một cái thống kê uh, trong vòng 10 năm qua của cục Dự liên bang của hoa kỳ thì các bạn thấy được là những năm như là 2006 hay là 2007 thì lãi suất từ cái mức thấp khoảng chừng là 1% của cục diễn liên bang của Fed đã từ từ tăng lên, tăng đến cái mức là 2007 các bạn nhớ là cục diễn liên bang đã đưa lãi suất lên tới là 5,5%. Nhưng mà sau đó thì chúng ta cũng đã biết là năm 2008 truyền xảy ra, đó chính là cái khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cho nên ngay lúc đó Fed đã liên tục cắt lãi suất nhiều lần, các bạn thấy là cắt 50 basic point nghĩa là 0,5% rồi cắt 0,75% rồi cắt thêm 0,5% cho đến khoảng chừng là đầu năm 2019 đã cắt xuống cái mức là gần như là bây giờ là 0% và sau đó 0% đã giữ thời gian dài cho đến năm 2017 sau đó thì Fed bắt đầu là tăng lãi suất lên tới cái mức là khoảng 2,5% hồi giữa năm 2018 nhưng mà sau đó thì lại từ từ giảm cho xuống ở cái mức là khoảng 1,5%. Nhưng mà sau khi mà dịch bệnh xảy ra, các bạn thấy được là hồi tháng 3 năm 2020 này thì Fed cắt chỉ hai lần mà đã cắt lãi suất xuống còn 0%. So với lại cái thời kỳ khủng hoảng trước đây, các bạn thấy được là Fed cắt hầu như là chúng ta thấy là 7-8 lần mới xuống tới 0%. Nhưng mà cái đợt này Fed chỉ cắt có hai lần mà hai lần các bạn thấy là ngày 3 tây tháng 3, ngày 15 tây tháng 3 cắt hai lần liên tục đã xuống tới 0% cho chúng ta thấy được là Fed coi cái đợt khủng hoảng lần này liên quan đến dịch bệnh là một cái đợt khủng hoảng rất là trầm trọng cho nên đã lập tức cắt lãi suất xuống còn 0% và chúng ta cũng đã biết là Fed là có hai cái điều mà họ cần phải làm điều đầu tiên là giữ giá ổn định cho những cái hàng hóa cũng như là những cái, những cái vật dụng và điều thứ nhì đó chính là có được công an việc làm cho người dân và họ thực hiện hai điều này bằng cách là tăng lãi suất hay là giảm lãi suất khi mà họ giảm lãi suất thì sẽ kích thích nền kinh tế phát triển đây là cách mà fed dùng để mà quản lý giá cả trên thị trường cũng như là quản lý cái phần trăm thất nghiệp và bây giờ các bạn thấy được là fed giữ lãi suất thấp có nghĩa là khuyến khích mọi người mượn tiền để mà mua nhà để mà mua xe để mà kích thích nền kinh tế trở lại những công ty đó có thu nhập thì họ sẽ mướn người cho nên có thể là giúp đỡ được thị trường tài chính bằng cách là có thêm người có thêm việc làm đây là những cái thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới tình hình ngày hôm nay và những cái cập nhật mới nhất liên quan đến gói hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội để nhận được những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất, các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới này để tìm thấy những cái link chính thức của Facebook, Telegram và Twitter. Và dành riêng cho những bạn nào mà trong thị trường crypto, cái nếu các bạn đang tìm hiểu những cái sàn giao dịch thì bấm vào cái link phía dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital như là sàn Martin FX, sàn Bybit, sàn Binance và sàn Coinbase. Và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.